Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bộ Cạn Quê Tôi. Hiện tại mình đang có mặt tại TTC Resort thuộc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nha mọi người. Nay mình sẽ vào tham quan tại đây và sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện mà mình rất là bức xúc khi vào cái TTC Resort này. Với giá người lớn là 100k và trẻ em 50k, một sự bức xúc mà mình lần đầu tiên khi đi trải nghiệm cũng như khi mình đi nghỉ dưỡng tại một khu du lịch có tầm cỡ ở tỉnh Ninh Hòa, Khánh Hòa. Thực sự mình rất thất vọng về cái cách phục vụ và cách tổ chức du lịch tại đây. Họ chỉ có nhiệm vụ bán vé, lấy tiền và bỏ bê cái cách phục vụ rất thiếu chuyên nghiệp. Cách phục vụ mà mình cảm thấy rất là bức xúc khi mình đi nghỉ dưỡng mà trở thành một cái buổi đi chơi là không vui vẻ và cũng rất là bực mình. Đây là cái cổng vào, thì từ ngoài vào thì rất là xa, thì bên mình có yêu cầu xe đưa vào gần hơn, nhưng mà xe thì đó mọi người, xe thì để ở bên hông, không có người phục vụ, không có người đi vào, tự động đi bộ vào một khoảng cũng rất là xa, sắp đồ thì nó cũng rất là mệt, nhưng mà cũng chẳng có nhân viên nào mang đồ hoặc là có xe đưa vào cả. Xe bên mình thì không cho vào gần đó, bắt để xe ở bãi giữ xe bên ngoài. Mình cũng thật khó hiểu khi cách phục vụ ở đây. Mọi người cùng vào xem ở trong giúp cái TTC này có gì nha cả nhà, rồi xem cái sự việc về sau sẽ ra sao nha cả nhà. Đó, đây là toàn cảnh cái khu ở bên trong TTC giúp đến nè mọi người. Thì nói chung bờ biển ở đây cũng sạch đẹp, sang trong. Nhưng mà khu du lịch mình cũng cảm thấy là rất vắng vẻ. Đó, bãi biển thì cũng rất là đẹp. Bãi cát rộng lớn nhưng mà cũng rất là nắng nha cả nhà. Tắm buổi trưa thì chắc không nổi, rất là nắng. Biển thì rất là đẹp, trong xanh. Biển Nha Trang thì hầu như ở chỗ nào là biển cũng biển, nước biển cũng rất là trong. Đó, mình đi dạo một vòng, quay một vòng ở khu bãi biển ở TTC này, nhìn chung thì bãi biển sạch sẽ, nước biển xanh, cũng có lác đác vài người đang tắm thôi, chứ còn ở đây cũng rất là vắng. Vì theo mình nghĩ thì cái cách phục vụ rất là kém như vậy thì không có khách nào mê lắm. Đây là cái khu vui chơi trẻ em có hồ bơi này, nhưng mà thật sự mọi người thấy không, mình quay thì không có một bóng người,
rất là vắng vẻ, đầu tư rất là lớn nhưng thật sự không thu hút được người khách nào vì cái cách phục vụ quá kém, không chuyên nghiệp. Thật sự như vậy, khi mình vô đây khoảng hơn 30 đến 45 phút không có một nhân viên nào hướng dẫn chỗ nghỉ, chỗ ngồi, chỗ ăn, chỗ uống ở khu vực không, hầu như là họ chỉ bỏ ơ mình. À, mình chỉ mua vé rồi bỏ vô đó, mình muốn làm gì thì làm. Đây là một khu nghỉ dưỡng mà mình phải có nhân viên hướng dẫn, nhưng khi hỏi thì họ chỉ nói một câu là xem vào bảng hướng dẫn, xem vào cái sơ đồ ở trên đây mà mình đi kiếm cả khu vực cũng không thấy một cái sơ đồ nào, và đặt cũng rất ít đó, có nghĩa là bỏ ơ mọi người muốn làm gì thì làm. Nói cho con chào TTC quá bèo nhèo một vùng dự. Ủa, tại giờ mình đi đâu? Một khu du lịch quá bèo nhèo. Bắt tại giờ mình đi đâu? Bắt tại. Vĩnh biệt TTC và không có ngày gặp lại. Bắt tại ơi, giờ mình đi đâu? Một khu du lịch quá bèo nhèo, bỏ con giữa chợ. Đi ngồi đi lại. Tôi quyết định bỏ vé và ra về. Đây mọi người, nhìn khu du lịch này né ra nha. Du lịch này nên né ra nha cả nhà. Cách quản lý quá kém. TTC dốc hết. Này là hết luôn. Quá bức xúc với cách phục vụ ở khu vực TTC Resort Ninh Hòa, Khánh Hòa này, mình sẽ bỏ vé và mình ra về. Thật sự là rất thất vọng vì một khu du lịch đầu tư cũng rất là bài bản, rất là lớn, rất là đẹp, nhưng cái cách phục vụ thật sự kém cỏi và cần coi lại. Một chuyến đi nghỉ dưỡng muốn mang lại sự bình yên cho gia đình, nhưng thật sự đó lại mang lại cho một cái rất là khó chịu trong cái chuyến đi này. Mong rằng VTC Resort Ninh Hòa coi lại cái cách phục vụ khách hàng của mình, chứ cách phục vụ như vậy thì làm sao khách du lịch đến được. Hèn gì mình cảm thấy là khu du lịch VTC rất là vắng, hầu như cái cách phục vụ quá tệ. Mà về vô trong thì không có một hướng dẫn viên hoặc là một nhân viên chỉ dẫn nơi ăn uống, nơi nghỉ hoặc đặt phòng ở đâu hay như thế nào, mà chỉ tôi bán cho bạn vé 100k, bạn vô bạn muốn làm gì vậy bạn ra. Thật sự rất thất vọng
khi đến với TTC Khánh Hòa này, mọi người cũng nên cân nhắc khi đến đây. Đó là cảm nhận riêng của mình. Rất để bực mình mà mình xin bỏ số tiền vé mà mình mua để đi đến một nơi địa điểm khác tốt đẹp và nó vui vẻ hơn. Chứ ở đây thật sự là quá thất vọng. Yeah. Lên xe, lên xe, go. Đi 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 đi, kẹt người ta đi. Lên đi. Quá thất vọng. Một trong những khu du lịch mà cảm thấy quá thất vọng. Phục vụ quá tệ. Chủ yếu là bán vé thôi. Muốn vô tìm một cái chỗ để nghỉ dưỡng nhưng quá thất vọng nha mọi người.